Salon ô tô Hưng Oanh xin kính chào toàn thể các anh, các chị và các bạn thân mến. Cảm ơn mọi người đã và đang theo dõi ô tô Hưng Oanh trên kênh fanpage của nhà mình. Hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương các bạn nhé. Vừa đẹp trời này, vừa đẹp ngày này, lại vừa là ngày nghỉ nữa, nên là mình xin chia vui cùng các bạn chiếc xe Atis 2015 mới chạy có 2,5 vạn, hôm nay đã về với khách hàng ở thị xã Phú Thọ các bạn nhé. Xin chào Nguyễn Thiên, xin chào Lê Cường. Chiếc xe Atis mà nói chung cũng gây khá nhiều tranh cãi, bởi vì tại sao 2015 mà mới chạy có 2,5 vạn và chào bán tận 600 triệu các bạn nhé. Hôm nay khách hàng ở Phú Thọ, thị xã Âu Cơ, Âu Cơ, thị xã Phú Thọ đã đến rước em mới về rồi. Ô tô Hưng Oanh xin trân trọng cảm ơn anh ạ. Đây là anh khách hàng ở Phú Thọ. Chúc anh lên đường gặp nhiều may mắn, đi tốt, dùng bền ạ. Anh khách hàng ở mãi Phú Thọ các bạn nhé. Thị xã Phú Thọ đã tin tưởng ô tô Hưng Oanh và mua chiếc xe Atis 2015. Chiếc xe này nhà mình đã giới thiệu ở trên kênh. Tuy nhiên là có khá nhiều ý kiến cho rằng là tại sao 2015 mà lại mới đi có 2,5 vạn và tại sao lại đắt như vậy. Thì chiếc xe này nhà mình luôn luôn cam kết là công tơ chuẩn luôn. Và nhà mình thì có một cái sở thích là chuyên siêu tầm những chiếc xe độc đáo, đời sâu cũng được nhưng mà thật là chất lượng. Atis đây các bạn nhé, 2015. Chào em Vũ Toàn, xin chào tất cả các bạn. Và chúc các bạn có những ngày nghỉ thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình và bên bạn bè và những người thân yêu. Đây là chiếc xe Atis 2015, mới chạy có 2,5 vạn thôi. Hôm qua mình có nói chuyện với các bạn là một anh khách hàng ở Phú Thọ đã bắn cọc và hôm nay anh ấy đến lấy nhé. Ngoài ra thì salon nhà mình có rất là nhiều Fortuner máy dầu các bạn ạ. Fortuner máy dầu có từ 2009 đến 2019. Và một số dòng xe khác như là Vios, Atis, Innova, Ion, Morning, Camry đầy đủ các bạn nhé. Cảm ơn Kiên Hà, rất là hân hạnh được đón tiếp bạn. Bắc Giang thì nhà mình cũng bán được khá nhiều khách hàng cho Bắc Giang đấy. Năm ngoái bán rất là nhiều cho khách hàng Bắc Giang. Đây là Fortuner 2009 các bạn nhé. Máy dầu một cầu, số sàn màu bạc, biển Hải Phòng, gốc Hà Nội, 465 triệu. 2009. 2010 thì đang màu đen đấy các bạn ơi. Đâu rồi nhỉ? 2010. À đây là con màu đen này là 2014. Thì mình đang có 2010 màu đen các bạn nhé. Chiếc này là 2014 này, màu đen thì hiện tại có một chiếc 2010 và một chiếc 2014. Xin chào Tạ Duy. Fortuner nhà mình toàn chỉ có máy dầu thôi các bạn nhé, không có máy xăng. Chiếc 2014 nhà mình đang chào 625 triệu. Xin chào Lê Quang Việt. 2014 màu đen này. Đây là chiếc xe của khách hàng ở Phú Thọ đến mua xe, biển 19 Phú Thọ đây các bạn nhé. Kia Forte của khách hàng ở Phú Thọ xuống mua xe. Bây giờ hai anh sẽ đi hai chiếc về. Kia hai chiếc 2010 là màu đen ở mãi cuối đằng kia. Một chiếc máy dầu màu đen sản xuất 2010 đang mang biển Hà Nội ở cuối đường đằng kia các bạn nhé. 505 triệu. Xin chào Phạm Cường. Thế còn chiếc màu vàng cát ở bên kia đường thì số tự động, nhập khẩu Thái Lan, đời 2008 nhưng mà đăng ký lần đầu 2009 thì 560 triệu. Đây là chiếc xe Atis chuẩn bị lên đường để về với khách hàng ở Phú Thọ đây các bạn nhé. Quá đẹp luôn.
những khách hàng nào yêu cái đẹp chấp nhận chi thêm vài chục triệu để có được những chiếc xe ô tô cũ chất lượng. Với chiếc xe Atis này thì nó đắt hơn những chiếc xe cùng đời đến vài chục triệu cơ các bạn nhé. Còn đây là Vios 2019. Vios 2019 màu đen bản G. Số tự động. Giá chào bán là 500 triệu các bạn nhé. Nhà mình đang có một đôi Vios như thế này, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đen và đều bản G. Còn đây là một chiếc Lacetti ít tiền nhé. Kiên Hà ơi, 500 thì đang có mấy chiếc xe đấy. Một chiếc 2010 là nhà mình đang chào 505. Một chiếc 2011 518 và một chiếc 2009 thì 465 nhé. Đây, đây là chiếc 2010 màu đen này, biển Hà Nội. Chiếc này đang chào 505 nhé. Đấy. Vừa nãy là đánh xe lên cầu cho khách hàng kiểm tra lại nên là bỏ xe ra ngoài. Đây là chiếc 2010 màu đen này. Còn đây là chiếc số tự động màu vàng cát nhập khẩu Thái Lan này. Chiếc này thì 560 bạn nhé. Bạn Kiên Hà ơi, rất nhiều Fortuner tầm 500 triệu là bạn cũng mua được mấy đời đấy. Từ 9 đến 10 đến 11 bạn nhé. Chiếc xe tự động này thì 560 này. Còn chiếc màu đen trong kia số sàn thì 505 này. Một chiếc 2009 thì 465 này. Xin chào Linh Phương. Chiếc 2009 này thì 465 nhé. Và một chiếc 2011 thì màu xám 518 đây nhé. Đấy, cái cỡ 500, loanh quanh 500 thì đang có những đời này bạn Kiên Hà nhé. Xin chào Dương Vịnh. Vâng ạ, em chào các anh nhá. Chúc các anh lên đường may mắn nhá. Honda CR-V nhà mình đang có 2 chiếc bạn nhé. Một chiếc 2015 màu Titan và một chiếc 2009 màu đen biển Hải Phòng. Đây ạ, 2 khách hàng ở Phú Thọ đã lên đường rồi đấy ạ. Xin chào bạn Đan Chi Cảnh Tú, xin chào tất cả các bạn. Ngoài ra thì Fortuner đời cao như mình đang có một chiếc số tự động đời 2009 các bạn nhé. 2019 màu cà phê. 2019 máy dầu một cầu, số tự động màu cà phê và sản xuất năm 2019 với giá chào bán là 985 triệu. Salon nhà mình thì nằm trên mặt đường quốc lộ 10 thuộc địa phận xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Nhà mình cách cầu nghìn 5 km và cách thành phố Thái Bình 22 km các bạn nhé. Đấy, Atis 2015 đã lên đường. i10 đang có một chiếc 2019 này, Morning một chiếc 2019 này, Innova thì đang có một đôi, một chiếc 14 và một chiếc 16 này. Ngoài ra thì có một chiếc máy dầu Ford Everest 2013 này. Xin chào Nguyễn Văn Đài. Vios G đang có một đôi 2019 này. Mazda CX-5 thì đang có một chiếc màu đỏ 2018 bản 2.5 một cầu này. Còn đây là chiếc Fortuner 2013 các bạn nhé. 2013 thì đang chào 600. Cũng là máy dầu một cầu số sàn. Camry 2.5Q 2018 màu đen biển Hà Nội 930 triệu. Đây chiếc Fortuner 2019 đây các bạn nhé. Xin chào bạn Triệu Xuân Thành. Fortuner 2019 thì màu cà phê. Và Honda CR-V thì chiếc 2015 này màu Titan biển Hải Phòng 700 triệu.
Honda CRV nhà mình đang có hai chiếc, một chiếc 2015 và một chiếc 2009 thì có 410 triệu thôi, màu đen cũng biển Hải Phòng bạn nhé. Và một chiếc xe Camry 2009 2.4G cũng màu đen và cũng biển Hà Nội 4 số, 488 triệu. Các bạn có nhu cầu mua hoặc bán những chiếc xe ô tô chất lượng thì hãy liên lạc đến salon ô tô Hương Anh. Nhà mình thì cam kết với các bạn. Mazda 3 không có bạn Đông Phương ơi. Xin chào Nguyễn Vân hay là Nguyễn Văn. Cam kết với các bạn là xe không bị tai nạn, đâm đụng ngập nước, không kinh doanh taxi, máy móc thì còn nguyên zin. Tuy nhiên giá của nhà mình luôn luôn ở mức cao so với các đơn vị khác. Các bạn hãy gọi điện trực tiếp để kết nối Zalo hoặc xem thêm hình ảnh vào ban ngày các bạn nhé. Và đến đây thì mình xin kết thúc video. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào ông chủ.